Hi, how are you? What are you looking for? What are you into? Hello, hello, hello! Welcome back to my channel! Giống như những gì mà các bạn đã thấy ở clip đằng trước, đó chính là một cái chủ đề mà rất là có thể là nóng bỏng cũng như là hơi tế nhị một chút mà Hà muốn nhắc đến trong cái clip ngày hôm nay, Grindr. Đây là một cái app mà có thể là ai cũng biết và rất là phổ biến. Bạn có thể set up một cái account của mình để hình và những cái thông tin của mình lên. Và cái điều thú vị nhất ở đây á là bạn có thể thấy được những cái người mà sử dụng cùng cái app là khoảng cách của họ và bạn bao xa. Đây là một chủ đề rất là nhạy cảm mà thường thì ít có ai nói về điều này. Nhưng mà tại sao hôm nay họ lại đem nó lên đây? Bởi vì họ nghĩ là ở đâu đó có nhiều người vẫn còn hiểu sai về Grindr. Và cái mục đích không phải là để ngồi kể dài lê thê hay là nói về Grindr là gì, mà cái mục đích của họ là làm sao mà bạn có thể sử dụng Grindr một cách hiệu quả để nó có thể đáp ứng được cái những cái nhu cầu cá nhân của mỗi người. Đây có thể là một cái video dành cho các bạn FA hoặc là những cái bạn mà đang sử dụng Grindr với nhiều mục đích khác nhau. Hãy chúng dựa trên những cái kinh nghiệm của mình đã từng dùng Grindr mà chia sẻ với các bạn. Ở đây chúng ta sẽ không đánh giá và phán xét, bởi vì đó là cuộc sống của bạn, bạn có quyền làm những cái điều bạn muốn, nhưng mà miễn sao là bạn phải an toàn và bạn biết bạn đang làm gì. Và đây cũng là chỉ những ý kiến cá nhân thôi, Hậu không có khuyến khích các bạn xem xong cái video này rồi làm theo nhé. Nếu bạn có những cái ý kiến khác hoặc là những comment thì bạn đừng quên là để lại những comment cho Hậu. Bạn nên xác định mục tiêu của mình khi lên Grindr. Đó có rất là nhiều mục tiêu nhé, ví dụ như là dating, bạn có thể hook up, chat it hoặc là bạn bè. Mục tiêu có thể thay đổi tùy theo cảm xúc. Ví dụ nhé, bạn hook up nhiều quá rồi bạn cảm thấy rất là chán và bạn chỉ muốn dating hoặc là nói chuyện một ai đó. Rồi nếu như mà bạn đang ở trong một cái relationship rồi bạn break up, rồi bạn buồn, bạn cô đơn, bạn chỉ muốn đi hook up thôi, thì Grindr sẽ là một cái công cụ rất là tốt. Không có gì là sai hay là đúng khi mà sử dụng Grindr, vì đây là một cái công cụ mà đáp ứng cái nhu cầu của mỗi con người. Nên bạn nên set up một cái account như thế nào mà phù hợp với mình. Không có gì là ngại và xấu hổ cả, bởi vì khi bạn biết bạn muốn làm gì thì người khác nó sẽ tôn trọng cái quyền riêng tư của bạn. Hình ảnh là cái mà quan trọng nhất khi mà bạn set up cái account, bởi vì bạn muốn người ta biết mình là ai. Nhưng có nhiều người á, nếu mà họ chưa out với gia đình và xã hội á, thì có thể họ sẽ không có để cái hình ảnh có cái mặt của họ lên. Còn những người mà đã out với xã hội rồi thì họ sẽ có thể prefer họ để cái mặt của họ lên. Và trên Grindr là có rất là nhiều loại hình ảnh nha các bạn. Các bạn có thể thấy hình có mặt, hình có body, hay là có nhiều người không để hình nữa. Thì tùy vào mục đích của bạn mà bạn sẽ set up cái hình của bạn nó như thế nào. Lúc trước đó khi mà còn single mà còn sử dụng Grindr đó thì Hào có để cái hình mà có bình thường thôi, thì có mặt mũi đầy đủ. Nhưng mà sau đó đó thì Hào hay check Grindr ở chỗ làm, nên là sau đó thì Hào lại chọn cái hình là không có mặt mình. Tại vì Hào nghĩ là nhiều lúc đó mà ở chỗ làm rồi mở Grindr lên, lỡ mà có ai thấy ở trong đó thì có vẻ như là không có được professional lắm. Rồi sau đó có một cái phần là about me, đó là cái phần mà về bạn, đó là chỉ nói một cái phần tóm tắt bạn là ai và bạn như thế nào và bạn tìm kiếm gì. Nếu mà bạn muốn tìm relationship hay là bạn bè chat chit thì bạn để như vậy. Còn nếu bạn muốn ấy thì bạn để bạn muốn ấy. Ở đây không có đánh giá và phán xét gì cả. Nhưng mà cái lời lẽ của bạn rất là quan trọng. Họ có hai cái ví dụ ở đây để nói về cái lời lẽ mà mình bỏ ở trên đó. Có nhiều người họ rất là thô thiển, có thể gọi là rất là kỳ cục luôn á. Họ giống như là ok không có mặt á, thì ta sẽ không trả lời, nhưng mà bạn có thể nói với những cách khác nhau. Người Mỹ có câu á, nếu bạn không thử bạn sẽ không biết. Nếu bạn thấy nhiều người á, rất là hot hay là rất là nổi tiếng hay là popular trên Grindr mà bạn muốn nhắn tin hay là chỉ có gửi người ta một cái message thôi mà bạn cảm thấy rất là ngại và không làm điều đó, thì có thể là bạn đã mất cái cơ hội của mình để nói chuyện với họ. Vì thực sự bạn đâu có biết cái gu của họ là ai đâu. Với lại á, là đâu có gì đâu để mà mất. Tự nhiên mình nghĩ những người mà hot và đẹp như vậy sẽ không trả lời chúng ta. Nhưng mà đâu biết được. Và cái này á, nó cũng sẽ tùy thuộc vào á, rất là nhiều thứ. Ví dụ như họ hay nói giỡn đó là tùy thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Ví dụ như các bạn cứ nghĩ đi, bây giờ là một cái mùa dịch như thế này đúng không, ai cũng ở nhà hết và không ai làm gì hết, thường thì sao thì sẽ lên Grindr. Đúng là không có làm được cái gì trong cái mùa này, nhưng mà đa số á, nếu mà bây giờ bạn để ý, bạn mà nhắn những cái người mà bạn muốn nói chuyện rất là lâu á, thì thường họ sẽ trả lời. Họ chắc 80% là như vậy. 80% là như vậy.
Cái này cũng như là thường là một cái vấn đề mà được nhiều người nói đến á. Mỗi người đều có một cái sở thích khác nhau của mình, và mình không có thể nào mà bắt ép người ta thích mình nếu như mà mình không phải là cái gu của họ. Nếu như mà bạn nhắn tin người ta mà người ta không có trả lời á, thì có hai trường hợp. Một á, bạn không phải là cái mẫu người của người ta. Cái thứ hai á, là người đó không muốn mất thời gian của cả hai người. Thì cứ nghĩ nhé, nếu như mà bạn nhắn tin người đó, người ta chỉ muốn lịch sự thì trả lời lại, nhưng mà cuộc nói chuyện giữa hai người rất là nhạt, rồi tự nhiên á, cái cuộc nói chuyện rất là vô duyên và tốn thời gian của cả hai, nên có nhiều người họ sẽ chọn cách là im lặng thay vì là trả lời. Vì thế đó, nếu như mà ai mà bạn nhắn tin mà người ta không trả lời cho bạn á, thì đừng có cảm thấy như là bị tổn thương hoặc là bị xúc phạm. Bởi vì có vạn người trên cái thế giới này á, nếu mà bạn không gặp được người này mà sẽ gặp người khác, mà không nói chuyện được người này sẽ bạn sẽ nói chuyện với người khác. Một điều thú vị của Grindr là sẽ có rất là nhiều cuộc gặp gỡ mà bạn sẽ không bao giờ tính trước được, mà thật là bất ngờ. Cái này á, là phải nên tránh á, là có rất là nhiều người mà rất là creepy ở trên cái Grindr này, là tại vì họ nhào vô và họ cứ lại xả hết nguyên một cái dòng trạng thái, hay là nói đủ trò đủ chuyện, viết nguyên một cái essay để cho bạn đọc, rồi dùng những cái lời lẽ rất là khiếm nhã. Đồng ý là có rất nhiều mục đích sử dụng ở trên Grindr, nhưng mà những người đó thì mình nên tránh. Và các bạn biết không, chỉ một cái mẹo nhá, có một cái nút gọi là nút block, thì bạn nên block những cái người đó. Kể cho các bạn nghe một cái chuyện mà chắc là lâu lắm rồi. Cái lúc đó là ở trên Facebook. Hồi đó khi mà họ có nhiều bạn trên Facebook á, thì họ có rất là nhiều những cái tin nhắn và message mỗi ngày. Các bạn biết là mỗi ngày họ mở điện thoại lên á, là họ có cả 100 người request trên Facebook. Rồi cái lúc đó họ đi về Việt Nam chơi, thì cái thời gian mà về Việt, cái múi giờ đó nó cùng với cái múi giờ ở trên Facebook ở Việt Nam, thì có rất là nhiều bạn ở Việt Nam nhắn tin cho Hào. Thì các bạn nghĩ đi, có nhiều người như làm sao mà trả lời hết được, mà có nhiều người vô á, nói những cái câu rất là kỳ cục luôn. Thế nào không trả lời, không trả lời còn bị gọi là ê sao chảnh quá vậy, có đẹp đẽ gì đâu mà hả nhắn tin không trả lời. Đồng ý là cái người đó là chủ động nhắn tin cho Hào, Hào rất là cảm ơn. Nhưng mà như hồi nãy họ nói đó, có phải tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Có thể lúc đó họ đang bận, họ lỡ không thấy cái tin nhắn của bạn, hay là như thế nào đó họ không trả lời, rồi tự nhiên cái bị chửi ngược lại. Vì thế đó, tôn trọng lẫn nhau trên cái mạng xã hội dating app này là một điều rất là quan trọng và cần thiết. Ngoài ra đó, họ thấy Grindr là một cái công cụ rất là hữu ích và thú vị khi mà đi travel. Khi mà các bạn đi du lịch đến những cái thành phố mà lạ, đồng ý là các bạn có thể có bạn trên Instagram hoặc là Facebook, nhưng mà ví dụ như lỡ như bạn đi một cái thành phố nào bạn không biết ai hết, thì họ nghĩ Grindr là một công cụ rất là hữu ích ở ngay lúc này đây. Vì bạn có thể thấy được những cái người mà cái khoảng cách của họ với bạn bao xa. Rồi có nhiều người ở những thành phố họ rất là tốt và tận tình, nhiều khi họ có thể đến và dẫn bạn đi chơi. Thì đó là một cái cuộc gặp gỡ bất ngờ là ở đây. Hồi nhớ là lúc mà họ đi Barcelona ở mấy năm trước đó, đồng ý là họ có bạn Hào ở bên Barcelona, nhưng mà lúc mà bạn Hào không có ở đó đó, thì Hào dùng Grindr để làm một công cụ để có thể mà tìm bạn ở đó rồi nói chuyện. Rồi có nhiều người dẫn Hào đi chơi, chỉ chỗ này chỗ kia, rất rất là hữu dụng các bạn ạ. Không phải sử dụng Grindr là hoàn toàn xấu đâu. Nên ai mà đang có vẻ là phán xét thì hãy suy nghĩ lại nhé. Không có cái gì là xấu cả, nó có cái mặt tốt và mặt xấu của nó, tùy thuộc vào mình sử dụng như thế nào thôi. Và mặt xấu của Grindr là đây, có bao giờ bạn cảm thấy là mình bị nghiện hay không? Bạn sẽ check cái apps hầu như là 10-15 phút, hoặc là mỗi lần mà bạn cầm cái điện thoại bạn lên á, bạn sẽ check Grindr để xem có ai message làm quen mình hay không. Rồi nếu như mà bạn không thấy ai đó sau mà nhiều thời gian chắc như vậy á, thì bạn lại cảm thấy rất là buồn và cảm thấy mình bị lãng quên, đôi khi là như vậy, hoặc là mình không có một sự hiện diện nào đó. Rồi chưa hết đó, còn nhiều bạn rất là tự ti và cảm giác như là ô chắc có thể là mình xấu quá nên không ai thèm. Ngày xưa khi mà họ còn single đó các bạn, họ cũng có cảm giác như vậy á, cảm thấy là mình càng ngày càng bị bé nhỏ trên cả một cái thế giới rộng lớn này, giống như là không ai quan tâm và không ai thèm muốn mình luôn á các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn phải nhớ đây là chỉ là một cái công cụ mạng xã hội mà thôi. Và lỡ cái người mà không sử dụng Grindr, họ không biết gì về Grindr, là cái người mà bạn đang tìm kiếm thì sao? Các bạn có coi Netflix á, có một cái show nó gọi là The Circle. Thì cái The Circle này họ chỉ nói ngắn gọn thôi nhé. Họ sẽ bỏ 8 người vào trong một cái chung cư. Rồi 8 người này sẽ nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau để mà chọn được cái người mà họ yêu thích nhất. Trong vòng bao nhiêu tuần thì họ không nhớ. Thì 8 người này chỉ nói chuyện với nhau qua cái TV, có nghĩa là qua cái mạng thôi. Họ sẽ không thấy hình của nhau. Họ có thể set up cái profile của họ
bằng cách nào họ cũng được, là giống như là họ có thể bỏ hình thật của họ lên, họ có thể bỏ hình người khác lên, họ có thể làm con trai, họ có thể làm con gái, tùy thuộc. Thì sau 8 tuần đó, người nào còn lại thì người đó sẽ là người chiến thắng. Các bạn thấy không, đây là một cái công cụ rất là ảo mà ai cũng có thể chiến thắng, ai cũng thể là một người khác. Nên đừng vì nó mà cảm thấy buồn và cảm thấy mình không có tồn tại trên thế giới này thì không đúng. Một lời khuyên cho các bạn đang sử dụng Grindr hoặc là các bạn chuẩn bị mới sử dụng Grindr thì các bạn nên nhớ là cái điều quan trọng nhất là phải sử dụng protection, có nghĩa là bảo vệ chính mình các bạn nhé. Điều thứ hai đó là nên gặp những người lạ ở nơi công cộng trước khi mà bạn gặp họ những nơi riêng tư. Bạn có thể là chính mình trên Grindr hoặc là bạn có thể là một bất kỳ ai đó, nhưng mà bạn phải biết được bạn đang muốn gì và muốn làm gì. Hy vọng qua video này bạn sẽ có một cách nhìn khác về Grindr. Đừng suy nghĩ gì nhiều hết các bạn ạ. Hãy sử dụng Grindr một cách thông minh và have fun, nhưng mà quan trọng nhất là be safe. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và để lại những comment cho Hào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.